xin chào các bạn clip này thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill của Semin đây có thể là S cộng sẽ ra mắt ở trong sự kiện đấu giá tiếp theo của bản tiếng Việt này bởi vì những S cộng bây giờ đều tốt cả rồi cho nó sẽ khó cắt con nào để cho vòng quay mà lại sẽ cho vào sự kiện đấu giá thôi Semin có nó sẽ có một cái khung rất là đẹp đấy đây là một S cộng có cái bộ tiềm năng hồi máu duy nhất hiện tại ở trong game về bậc S cộng này Semin thì nó sẽ có hai dạng đó là dạng Land với Sky khi các bạn lấy được nó thì nó ở cái dạng len này các bạn sẽ tốn tầm 800 kim cương thì các bạn sẽ mua được cái dạng sky giống như thế này dạng sky này khi các bạn cần thì các bạn có thể đổi về dạng len bất cứ lúc nào cũng được mà không cần phải tốn kim cương mất một lần 800 kim cương lúc ban đầu thôi cả hai dạng này thì nó với bộ skill hoàn toàn khác nhau do đó thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill của dạng len này trước đây là một con dạng hồi máu và hỗ trợ dành cho team theo kiểu mà thuần về phòng thủ nhiều hơn về duyên của xemin thì nó sẽ như thế này dòng cuối sẽ cộng thêm 7,5% giảm thương này quà của nó cũng sẽ trùng với quà của Skizo hiện tại quà của hệ này cũng ít này có con uh, Godon với cả gen sách về sau thôi trang bị của quà của hệ cỏ bọ và đất đây chính là cái khung của xemin này một cái khung uh, cũng rất là cute dành cho bạn nào thích lấy Dòng Seimin này sẽ đến lần Hupa ra mắt rồi. Skill 1 của Seimin thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% công đặc biệt và nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là 60% song thủ trong vòng 2 lượt. Với skill 2 của Seimin thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 180% công đặc biệt và đồng thời nó sẽ hóa giải hai ứng bất lợi của những đồng đội mà đứng cùng hàng với nó hiện tại là đang có Regigas với cả Giratina này cả hai đang có hiệu ứng bất lợi này thì nó sẽ hóa giải hai trong số đó. Ngoài ra nữa thì Semin nó cũng sẽ hồi máu cho những đồng đội cùng hàng với nó sẽ bằng 80% công đặc biệt. Các bạn nuôi Semin với công đặc biệt càng cao thì tỷ lệ hồi máu cũng sẽ càng cao. Còn tuyệt kỹ của Semin thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 500% công đặc biệt và kèm theo đó nó sẽ tạo ra hiệu ứng hồi máu dây chuyển. Nó sẽ hồi cho đồng đội ít máu nhất đó là bằng 300% công đặc biệt của nó hiện tại ở đây thì nó đang ít máu nhất rồi này nếu mà giả sử nó hồi máu cho bạn cho đồng đội ít máu nhất đó đó là một triệu máu chẳng hạn thì sẽ đến đồng đội thứ hai mà ít máu nhất tiếp theo sẽ được hồi 70% số đó tức nghĩa là 700.000 và lại đến một đồng đội tiếp theo nữa là 70% của 700.000 sẽ là 490.000 và tối đa nó sẽ hồi cho 4 đồng đội như vậy 500% công đặc biệt một cái sát thương gây ra cũng rất là cao đấy thì như các bạn thấy nó hồi máu Trong kiểu dây chuyền vừa rồi bốn con lận và kèm theo đó nữa là nó sẽ đặt hiệu ứng kiểu dạy như là trái tim gọi là hoa kháng tử cũng được đặt lên hai đồng đội mà có ít máu nhất của bên bạn cái hiệu ứng hoa kháng tử này nó sẽ có tác dụng đó là khi mà đồng đội này mà kiểu dạng như nhận một sát thương trí tử nhưng mà sẽ không chết mà sẽ hồi lại một lượng máu đó bằng 50% công đặc biệt của Seimin và sẽ hóa giải toàn bộ những hiệu ứng khống chế bất lợi đang có. Và cái hiệu ứng hoa kháng tử này của Seimin đòn tuyệt kỹ nó chỉ đạt được đó là một lần trong một trận đấu với cái dạng len này của nó thôi. Khi bạn chuyển ra dạng Sky ấy, thì là nó sẽ được unti ulti nó được tạo thêm hai cái lạc hoa kháng tử này nữa. Còn bây giờ tác dụng của cái hoa kháng tử của Seimin này. Bạn ý bây giờ địch khi à, đánh một đòn sát thương chính tử vào con Butterfree hàng trước của mình này thì nó không chết mà nó sẽ được hồi lại được đó là 50% máu của Semin à 50% công đặc biệt của Seimin và lần này thì nó mới chết hẳn thì coi như là cái hoa kháng tử của Seimin cũng giúp cho bên bạn chống được một đòn chí tử như vậy cũng rất là tốt rồi khi Seimin ở dạng len này bắt đầu vào trận đấu thì nó sẽ tạo ra một cái cây hoa chưa nở giống như thế kia tác dụng của nó trong vòng hai lượt này đó là trước khi đồng đội của bạn hành động mà ba đồng đội ít máu nhất bên bạn sẽ được hồi máu dựa theo đó bằng 60 phần công đặc biệt của Seimin trước khi đồng đội đó hành động đây ví dụ ba đồng đội ít máu nhất bên mình đó chính là con Giatina Regigas với cả Seimin này khi trước khi đến lượt hành động thì sẽ được hồi máu 60% xong công đặc biệt của Semin hiện tại là 131.000 và bây giờ đến lượt đó là Giratina cũng sẽ hồi 131.000 và tiếp tục đến Regigas cũng tương tự như vậy đó chính là cái tác dụng của cái cây đang đứng ở trong sân thế kia của Semin trong vòng 2 lượt đầu ba đồng đội ít máu nhất sẽ được hồi máu dựa theo đó 60% công đặc biệt của Semin trước khi đánh hành động khi mà Semin ở dạng len như thế này thì nó sẽ giúp cho team của bạn chặn được ba đòn đánh theo kiểu hàng dọc ví dụ đầu tiên đó là con Ente này khi nó tấn công thì có một cái hàng rào theo kiểu mà cây mọc lên để giúp chặn những sát thương đánh theo kiểu hàng dọc hàng trước thì sẽ giảm đi 10% còn hàng sau thì giảm đi 20% cái sát thương nhận vào đó monchet cũng tương tự như vậy thì dạng len này nó sẽ giúp tạo ra ba cái lá chắn giống như vậy và đến lượt ba sau khi cái Cây hoa của Seimin biến mất thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng Đó là 40% tỷ lệ nó sẽ gây ra hiệu ứng chói lên toàn địch Đồng thời Seimin nó cũng sẽ được hồi đó là 500 nộ Thì đó chính là cái tác dụng của cái cây hoa của Seimin Được đặt ở trong cái sàn đấu như vậy Và đây cũng chính là hiệu ứng cây hoa của con Seimin dạng len Các bạn để ý là từ lượt 1 đến lượt 3 các bạn để dạng len này vào trận đấu này. Thì khi bắt đầu từ đến lượt 4 cho đến lượt 6. Thì Seimin nó, nó sẽ tự động chuyển sang dạng Sky của nó. Và đây chuẩn bị đến lượt 4 này. Seimin đang dạng len. Thì nó sẽ tự chuyển sang Sky. Và cứ tương tự như vậy. Cứ sau 3 lượt thì lại nó sẽ chuyển dạng. Tác dụng của Seimin khi lên 8 sao. Đó là những sẵn thương nhận vào trong thời điểm mà cây hoa của nó vẫn đang có như thế này. Thì nó sẽ được hồi lại 12% cái lượng sát thương mà nó nhận thì các bạn thì thấy là địch vừa đánh Semin mà Semin cũng vừa lại được hồi máu bằng 12 lượng sát thương mà địch đã gây ra thì đó chính là tác dụng của Semin khi 8 sao cái này kiểu dạng như là giúp cho Semin nó tăng thêm khả năng phòng thủ thôi nhưng mà cái hiệu ứng này đối với mình nếu mà chỉ lên 8 sao thì nó cũng rất là cùi còn khi các bạn đã lên được 11 sao của Semin thì cái bộ skill của nó bây giờ đó là các bạn biết là hồi trước là nó sẽ hồi máu cho đồng đội ít máu nhất Đầu tiên nó là bằng 300% công đặc biệt Thì bây giờ nó sẽ là 400% công đặc biệt Nhiều hơn 100% Tức nghĩa là lượng hồi máu khi 11 sao nó sẽ nhiều hơn Và cái quan trọng khi 11 sao đó chính là Không phải bây giờ đặt à, hai cái hoa kháng tử nữa Mà đặt cộng thêm một cái nữa Đó là ba cái hoa kháng tử đến ba cái hoa kháng tử dành cho ba đồng đội ít máu nhất bên bạn đó chính là tác dụng của semin khi 11 sao nhận xét về semin này nói về bộ skill của nó thì so với các bản khác thì bộ skill của nó cũng easy thôi bởi vì semin thuộc s cộng mà chưa được chỉnh sửa bộ skill bộ skill nguyên thủy luôn nếu mà lúc mà nó ra mắt thì nó là một s tốt có thể sử dụng được cái khả năng hồi máu của nó giúp cho team của bạn là sinh tồn tốt hơn đây là mình đang nói về dạng len nhé và thêm nữa là nó hay của hồi máu dành cho những đồng đội, đồng đội ít máu nhất ấy, thì cũng sẽ giúp như là những đồng đội mà trở thành mục tiêu của mega ski nó sẽ được an toàn hơn bởi vì là nó sẽ hồi máu và thêm nữa là với những team mà các bạn đang kiểu muốn chảy cối như là giratina chẳng hạn thì xây dạng len này cũng rất là tốt bởi vì là trong vòng hai lượt đầu thì cứ hồi máu hồi máu và lượng hồi máu của xây cũng sẽ rất là cao nếu bạn nuôi công đặc biệt của nó cao và quan trọng hơn là xây khi mà nó nộ được rồi thì nó sẽ tạo ra hai ứng hoa kháng tử rất là tốt để giúp cho bên bạn có thể như là giả sử mà nhỡ đâu ăn một đòn trí tử chẳng hạn thì sẽ không chết và ngoài ra cái hiệu ứng đó là la chắn của nó nó sẽ giúp cho ba cái là ba cái đòn đánh mà theo kiểu hàng dọc hàng dọc bây giờ thì đang có đó là con đòn đánh skill 2 của Luza này skill 2 của con ga này hay là Skill 3 của con Ray Quaza đánh theo kiểu hàng dòng thì sát thương nhận vào thì nó sẽ giảm đi nhiều hơn hàng trước thì giảm đi 10% còn hàng sau giảm đến tận 20% đó là level 1 còn nếu các bạn nâng lên level cao ấy thì nó sẽ tăng nhiều hơn mình nhớ là đợt trước là tăng đến 12,5 đến 25% rồi tức nghĩa tầm đến 50% đấy giảm đi rất là nhiều trong vòng ba ba cái lần đầu tiên mà nhận sát thương đấy min dạng len là một con thuộc dạng là hỗ trợ về phòng thủ và hồi máu tốt